Có cái phần sơn zin của Mỹ Cảng nè anh chị. Đó, tầng thứ 8 của năm 19 nè anh chị. Đó, sản xuất là 2019 anh chị nha. Xuất xứ là Indonesia nè. Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm anh chị. Hôm nay em lại tiếp tục về một siêu phẩm Fortuner anh chị nha. Đó thì dạo này bên em rất là bán duyên với Fortuner anh chị, mà đặc biệt là những cái em nhập Indo này nè. Thì sau lưng em Tâm đây là một siêu phẩm Fortuner máy dầu số sàn anh chị, nhưng mà đời là sản xuất là đầu 2019 và một trong những lô nhập Indo cuối cùng luôn nha anh chị nha. Thì hôm nay em Tâm cố tình để hai xe gần nhau. Đó, mình nhìn xa xa thì mình sẽ thấy một chiếc màu đen nữa anh chị, cũng là máy dầu số tự động luôn, nhập Indo hôm bữa em Tâm có quay rồi. Đó thì hôm nay là em sẽ về một chiếc máy dầu số sàn màu bạc anh chị. Đó, đợt trước mà anh chị em nào mà hỏi em về một cái em máy dầu số sàn mà để tìm những cái dòng nhập Indo này đó, thì hôm nay em về một xe này nha, siêu phẩm luôn, một chủ sử dụng từ đầu, xe full lịch sử hãng và đi được 69.000 cây anh chị. Rồi em Tâm mời chị cùng theo chân em Tâm để khám phá cái em máy dầu số sàn này nha. Trên cái thị trường máy dầu số sàn mà xe qua sử dụng này á thì rất là hiếm xe nha anh chị nha. Ngày xưa á mà những khách hàng mà mua những cái em này á ở nhà máy Toyota là phải cộng thêm phụ kiện anh chị, mình gọi là bia kèm lạc. Và điểm đặc biệt là đa phần là mua về là 90% là mấy anh em chạy kinh doanh dịch vụ, nên tìm những cái xe mà gia đình nè, một chủ và full lịch sử như vậy là hiếm có đó anh chị. Đầu tiên mình nhìn những đường dập chìm dập lặn, cái nắp capo còn rất rõ rất đẹp nè anh chị. Đó, cái phần cụm đèn của nó nè, bi halogen nha anh chị nha. Thì cái em mà máy dầu số sàn á thì mình nhìn vào cái mặt la răng của em nó là bạc mờ anh chị. Đó, còn những cái em mà máy dầu số tự động là mặt rơm sáng nha. Xe này mang biển Bảo Lộc Lâm Đồng anh chị, 49. Thì nếu mình ở tỉnh khác hoặc ở Sài Gòn, bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ cho mình cho. Để em quay cái chi tiết này cho mình xem nè. Ở đây là cái Mỹ Cảng nè. Đó, cái phần sơn zin của Mỹ Cảng nè anh chị. Đó, vẫn còn nha anh chị nha. Xe này thì nói chung thì cũng có giảm tốt anh chị, nhưng mà sơn zin phải là 90% á. Bốn cái lớp là zin theo xe từ lúc mới mua nè. Đó, tầng thứ 8 của năm 19 nè anh chị. 69.000 cây. Xe cũng được trang bị là chén tay cửa nè, chén viên cách nhiệt, viền che mưa. Cái bộ ghế của em nó là bộ ghế nỉ zin nha anh chị nha. Đó, nếu mà mình về mình không thích thì mình có thể lên bộ ghế da anh chị. Lót sàn simili nè, đẹp bước chân. Đó, sản xuất là 2019 anh chị nha. Xuất xứ là Indonesia nè. Xe để em cam kết với mình là không tai nạn, không ngập nước nha. Và bao cho mình chết hãng toàn quốc luôn. Odo là 69.000 cây. Cũng được trang bị một cái camera hành trình nè anh chị. Đó, rồi camera đầu DVD nè, camera lùi. Hai chế độ lái, cân bằng điện tử, cần số nè. Đó, thắng tay. Vô lăng nè anh chị, coi quay cái chất vô lăng rất là cọp nha. À, nếu mà anh chị nào mà đang có định hướng mà thích cái sự gọi là chủ động của số sàn á thì lấy những cái em này nha anh chị nha. Chạy vừa tiết kiệm nhiên liệu nè, rồi mình vừa chủ động trong cái hành trình mà lái xe của mình nữa anh chị. Em bên em Tâm có rất là nhiều anh khách hàng, chẳng hạn như cái anh khách hàng này nè, anh rất là thích chạy số sàn anh chị, tại anh nói là chạy số sàn nó chủ động hơn số tự động. Đó, về phần đuôi xe thì cái em số sàn này á thì cũng là bạc mờ nha anh chị nha. Đó, bạc mờ, còn những em mà số tự động là sẽ là rơm sáng. Có cả miếng lùi, có camera lùi nè. Bánh sơ cua thì hạ rồi nha anh chị. Đó, và xe cũng được trang bị một cái nẹp cản sau nè. Đó, nẹp cản sau này khi mà anh chị chuyển vô vali này nọ nó sẽ không có chạy cái phần cản sau này anh chị. Ốc cốp là nguyên zin rồi. Hôm nay thì em Tâm sẽ quay chi tiết cái em máy dầu số sàn này anh chị. Bộ máy dầu 2.4 anh chị, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và còn về cái độ bền của mấy em Fortuner này thì không có gì phải bàn rồi nha anh chị nha. Và chi phí bao dưỡng bảo trì của những cái em Toyota này rất là thấp anh chị, dễ nuôi. Ốc capo là chưa mở luôn nha anh chị. Đó, những cái vết son của nhà máy đồ vẫn còn. Chất xe rất là đẹp anh chị, hiếm có khó tìm. Dạ rồi anh chị, Fortuner máy dầu số sàn nha. Đời 2019 nhập Indo đi 69.000 cây, một chủ sử dụng từ đầu. Hiện tại em Tâm đang bán em này là 790 triệu nha. Giá trên em vẫn còn thương lượng cho mình, thiện chí là anh em coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.